Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị kết án rồi. Vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin được hỏi quý ông bà và anh chị em, trong đạo Công giáo chúng ta có mấy mầu nhiệm chính? Vâng, có ba mầu nhiệm chính. Vậy ba mầu nhiệm chính đó là gì? Thứ nhất là mầu nhiệm gì? Vâng, thứ nhất là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Thứ hai là mầu nhiệm ngôi hai nhập thể làm người. Và thứ ba là mầu nhiệm ngôi hai cứu chuộc. Mầu nhiệm ngôi hai nhập thể và cứu chuộc chúng ta dễ hiểu vì rõ ràng và cụ thể quá, phải không quý ông bà và anh chị em? Hội Thánh Long trọng mừng lễ Chúa ba ngôi. Và ai trong chúng ta hiểu biết thật rõ mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi này không? Có, nhưng có trong mơ hồ. Vì vậy mà hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu và biết Thiên Chúa ba ngôi rõ ràng, và một khi biết thì càng yêu mến Ngài nhiều hơn. Trước hết, tại sao một Thiên Chúa mà có ba ngôi? Vì ba ngôi đồng bản thể, mỗi ngôi vị là Thiên Chúa. Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy. Chúa Con là gì thì Chúa Cha là thế ấy. Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thế ấy. Nghĩa là một Thiên Chúa theo bản tính. Mỗi ngôi vị đều là một thực tại, nghĩa là cùng có chung một bản thể, một yếu tính và một bản tính thần linh như nhau. Thế thì tại sao có sự phân biệt giữa ba ngôi? Thưa là bởi vì do các tương quan về nguồn gốc. Chúa Cha, ngôi thứ nhất, là đấng sinh thành, là chủ nguyên vô khởi, là đấng bất thụ sinh, có nghĩa là không ai sinh ra Ngài, tự Ngài mà có. Vì vậy Chúa Cha là nguồn suối của ba ngôi. Còn Chúa Con, ngôi thứ hai, là đấng được sinh ra từ Chúa Cha. Còn Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, là đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Cho nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mặc dù có sự phân biệt giữa ba ngôi về nguồn gốc, nhưng Chúa Cha vẫn quy về Chúa Con, Chúa Con vẫn quy về Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần vẫn quy về hai ngôi kia. Vì một Chúa có ba ngôi, nhưng tất cả đều sở hữu chung một bản thể, chung một thần tính, chung một tính vô biên và chung một tính vĩnh hằng. Vì đồng bản thể nên Thiên Chúa ba ngôi không ngừng thông truyền, liên kết và tương giao với nhau. Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Ngược lại, Chúa Con hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng vậy, hoàn toàn ở trong Chúa Cha và hoàn toàn ở trong Chúa Con. Như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống Thiên Chúa ba ngôi là hạnh phúc vĩnh cửu, là tình yêu tuyệt đối trào tràn và sự sống đời đời. Vì vậy mà Thiên Chúa ba ngôi không giữ khư khư nơi mình, nhưng Ngài thông ban sự sống, tình yêu và hạnh phúc ấy cho con người. Bắt đầu với công trình tạo dựng, đạt đỉnh cao là nơi công trình cứu chuộc và quy tụ nhân loại qua trung gian của Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần. Quả thế,
ngôi Cha tạo dựng qua trung gian là ngôi Con trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Cho nên công trình tạo dựng là bằng chứng tình yêu thông truyền hạnh phúc cụ thể của Thiên Chúa Ba Ngôi có từ đời đời dành cho con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi sa ngã, con người không bị Thiên Chúa bỏ rơi, ngược lại được Thiên Chúa cứu và giải thoát khỏi sự dữ và cái chết đời đời. Đó là ngôi hai, con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm người, giảng dạy cho con người biết Thiên Chúa Ba Ngôi hằng yêu thương con người. Ngài đã chịu nạn, chịu chết và chết trên cây thập tự. Nhờ thần ký hằng có mà Đức Kitô đã hiến mình làm hy lễ vô tỷ tích dâng lên Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đã ban cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết nhờ bởi thần khí. Cái chết của Đức Kitô vừa là hy tế vượt qua hoàn tất việc cứu độ con người, xóa tội trần gian, vừa là hy tế giao ước mới cho con người được hiệp thông lại với Thiên Chúa Ba Ngôi. Và sau khi được Chúa Con cứu chuộc, chúng ta trở nên công chính và Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục và mãi mãi giúp chúng ta sống tôn vinh Chúa Cha, thánh hóa chúng ta qua việc chúng ta tuyên xưng và tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với trí nhân loại, chúng ta không thể nào hiểu thấu hết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ nhờ chính Thiên Chúa mạc khải nơi mỗi con người chúng ta bằng lòng tin, chúng ta mới thấu hiểu một cách chắc chắn và tuyệt đối không sợ sai lầm. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một kho tàng vô cùng quý giá. Nơi đó chúng ta có thể kính múc được biết bao là ân sủng. Chính nơi đó, chúng ta được sống hiệp thông, được chia sẻ sự sống viên mãn, sự sống thần linh trao ban yêu thương, liên lỉ giữa ba ngôi, trải dài suốt cuộc đời chúng ta, từ đời nọ tới đời kia và cả đời sau. Khi sống hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa, chúng ta cảm nghiệm được chiều sâu, chiều rộng và chiều dài của tình yêu Thiên Chúa sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Nhờ đó chúng ta dễ dàng thể hiện tình yêu ấy ra bên ngoài bằng việc phụng sự Thiên Chúa và yêu thương, bác ái hết mọi người một cách dễ dàng, chân thành và tự do. Tình yêu là sự nối kết tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn rộng mở và luôn đợi chờ mỗi người chúng ta đến sum họp với người hằng phút, hằng giờ mỗi ngày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ra đời do tình yêu Thiên Chúa. Có thể nói nhân loại là kết tinh của tình yêu Thiên Chúa. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã nói rằng: ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh ta. Thiên Chúa là tình yêu, vì vậy con người giống Thiên Chúa vì có trái tim biết yêu thương. Nhưng tình yêu nơi con người chúng ta chưa hoàn hảo, vì chúng ta còn chen lẫn nhiều ích kỷ. Vì tình yêu của chúng ta còn chen lẫn nhiều ích kỷ, nhiều hận thù, nhiều ghen ghét. Vì thế con người chúng ta phải được thanh luyện cho tình yêu này càng ngày càng thêm tinh tuyền, quảng đại và phong phú hơn. Vì vậy, chúng ta càng yêu người thì chúng ta càng giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta càng quảng đại với mọi người thì chúng ta càng gần trái tim với Thiên Chúa. Chúng ta càng quên mình cho tha nhân thì chúng ta càng tham dự vào sự sống với Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa muốn vạch ra cho chúng ta con đường của yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và hiệp nhất với nhau khi mỗi người chúng ta thật sự phải là chính mình và chấp nhận đồng hành gắn bó với tha nhân, coi tha nhân là thành phần chính hiện hữu của mình. Đồng thời ý thức rằng mình có thể sống nhờ tha nhân, sống với tha nhân và sống cho tha nhân. Bởi vì trong thực tế không ai là một hòn đảo.
Sự sống của chúng ta không phải là một thực tại đơn độc khép kín, mà là sẻ chia và hiệp thông với sự sống thần linh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, là sự sống sung mãn, là thiên đàng hạnh phúc. Chúng con đã được sinh ra trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống tình yêu hy sinh, phục vụ và yêu thương theo gương Chúa Giêsu Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, để chúng con được kết hợp với Chúa, sống chan hòa hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh ngay đời này và đời sau. Amen.